vậnmayshop.com, shop Api file liên quân giá rẻ. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng trải nghiệm chế độ thủ zombie. Hiện tại thì mình đang chơi trên server nước ngoài anh em ạ, nên là mới có chế độ thủ zombie nha. Chứ còn là ở Việt Nam thì cái chế độ này nó chưa được ra mắt anh em ạ. Ok, vừa đây chúng ta đã bắt đầu ở trong trận đấu này. Ui, mấy con zombie này trông đáng ghét vậy hả? Úi dồi ôi, đây mình sẽ kill cho nó luôn. Và sao phải ngại nhỉ, cái đậu xanh này. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với anh em một chút về cái chế độ thủ zombie này. Thì đây nó là cái chế độ bắn súng kiểu dạng như là bắn súng AI. Tức là anh em sẽ là ở đây đang có tổ đội 4 người, và chúng ta sẽ phải bắn những cái con bot nha anh em ơi. Tức là bắn máy, chúng ta gọi là bắn AI. Ok, và đây chính là những cái chuỗi mà liên hoàn headshot đến từ vị trí của Sĩ Kẹo. Theo như mình thấy thì đây nó là một cái chế độ giải trí khá là thú vị. Đó, chơi game thì nó rất là đơn giản thôi. Hiện tại thì mình đang chơi game ở mức khó, nhưng mà mình thấy nó cũng khá là easy. Ok, và khi mà các bạn bắn xong một cái đợt zombie, các bạn sẽ nhận được những cái món đồ, như kiểu là những cái thú cứu thương này, cũng như là có cả cái hộp nâng cấp giáp như vừa nãy. Ui, đậu xanh. Với cái vòng 2 này thì nó đã bắt đầu là trang bị những cái con zombie phải gọi là nó cao cấp hơn. Ui, thật sự là mấy con này nó trâu hơn mấy con zombie cũ anh em ạ. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Ok, và đây nó chính là cái hộp tiếp đạn. Tức là anh em mà hết đạn thì hãy chạy qua đó và nhấn vào cái nút dùng, anh em sẽ có thêm đạn nha. Mình thấy là chế độ này nó không khó chơi đâu, nó rất là dễ chơi nhá. Ui, đông zombie vậy hả? Úi dồi ôi, nó lại đông zombie quá cơ anh em ơi. Ok nữa này. Ok vậy các bạn, mình lại sắp bạn quá cơ. Và đây thì nó có hiện là địch còn lại 40 địch nữa. Nói chung là rất là đông phải không anh em? Ui, ơ kìa, lại có cả cái thằng này nó cầm dìu định chân mình hả? Ê, anh lại sợ có chủ phá cơ. Úi dồi ôi, công nhận là đông zombie thật anh em ạ. Và đây anh em nhìn vào cái phía cạnh trái của màn hình, nó là tên 4 thành viên của đội mình. Cái này thì chúng ta ghép đội ngẫu nhiên anh em ơi. Hiện tại thì mình đang có là 12k2 điểm anh em ơi. Tức là cuối một cái trận đấu này mà ai có nhiều điểm hơn sẽ là người đứng ở vị trí top 1. Còn lại là top 2, top 3 và top 4 thôi nha anh em. Cái mức các bạn nhận thưởng nó sẽ là khác nhau. Ok, còn 3 thằng địch nữa. Chúng ta sẽ đến với vòng 3 anh em ơi. Còn một này, kill nó luôn công ơi. Sao phải ngại nó nhỉ. Úi dồi ôi, ok đã xong. Mình sẽ lấy đại cái đã. Đây vòng 3, chúng ta sẽ vào trong cái nhà ám và kill từng cái con zombie ở đây. Và trong chế độ thủ zombie này, anh em sẽ chỉ sử dụng được hai cái khẩu súng, đó là MP5 với lại thì sẽ là một khẩu súng lục hình như là USP anh em ạ. Ngoài ra thì anh em còn có thêm là gậy bóng chày nữa. Anh em sẽ không thể trang bị được những trang bị khác khi mà chơi trong chế độ thủ zombie này nha. Đây là cái màn 3 rồi, nên là zombie nó lại trâu chó hơn nữa. Đây anh em thấy chưa, có những cái con zombie bụng bầu, cái đậu xanh, nó sẽ mang rất là nhiều những cái hiểm họa cho anh em, nên là phải kill cho nó luôn. Đó, kiểu là chúng nó gần chết cho nó sẽ vỡ ra và thải ra những cái chất độc, anh em đi vào sẽ bị mất máu nha. Nên là ưu tiên kill những thằng đó đầu tiên. Ui, quá là đông zombie luôn anh em ơi. Còn lại là 62 con zombie nữa. Đông ghê vậy. Không hiểu sao mấy ông kia bắn kém quá cơ. Ở đây là mình đã có là 16k7 điểm rồi anh em ơi. Ui, đang chơi hay thế hết đạn, nên là mình lại phải đến với cái hộp tiếp đạn. Thật là lại tự nhiên mất thêm một đống máu. Ui, anh em để ý nha, là mấy con zombie này nó có thể là ném thêm lựu đạn. Từ lựu đạn của nó thì anh em có thể mất rất là nhiều máu. Ui, anh em thấy chưa ạ? Cái chỗ này thì chúng ta sẽ không thể lên được tầng 2. Chúng ta chỉ có thể là bắn zombie ở trong nhà mà thôi.
Kìa kìa, đông ghê vậy. Còn tận 39 con zombie nữa cả. Ui dồi ôi, bắn nãy giờ cô nhà làm mỏi tay quá cơ mọi người ạ. Ui dồi ôi, các bạn ơi, các bạn làm gì vậy hả? Ok, phải gọi là headshot liên tục luôn. Ui, nhiều zombie quá cơ nha em ạ. Cái đậu xanh này. Lại nữa này. Ui, anh em ơi, đây là cái phòng 3 rồi. Nên là bây giờ chơi game phải cố gắng hơn nữa. Chuẩn bị đến với vòng 4 rồi nha anh em ơi. Bây giờ kill nốt tầm khoảng là hơn 20 con nữa thì chúng ta sẽ đến với cái vòng 4 của cái ván đấu này. Úi dồi ôi, trời ơi, cho nó ném lựu liên tục luôn. Căng vậy. Mình sẽ chạy lên phía trên cái đã. Ây da, căng vậy anh em ơi, căng vậy. Úi dồi ôi, đông zombie quá cơ anh em ạ. Ơ kìa, uầy, nó lại ném lựu. Căng quá cơ anh em ơi. Cái đậu xanh. Mấy con zombie này sao mà trâu chó vậy hả? Ê, nó lại trâu chó vãi chuẩn luôn. Úi dồi ôi, mấy con zombie này, các chú định ăn anh hả? Ơ kìa. Ê, nó ném bom mình chạy không có lại. Úi dồi ôi, kìa. Nó cầm dìu, nó đuổi theo mình nữa. Thôi xong rồi. Vậy là mình đã bị đai rồi nha em ạ. Và đang chuẩn bị chờ hồi sinh. Ủa, đây là vòng 4 rồi nha em ơi. Ui, công nhận là con boss to vãi trưởng. Sợ quá cơ mọi người ơi. Đây, như vậy là mình đã được hồi sinh rồi nhá. Ui, căng vậy. Cái kìa, nó cầm cái kéo to vãi trưởng sợ thế. Kìa, ui, căng vậy. What the hell. Kìa kìa anh em ơi, nó cầm kéo nó định xem tôi kìa. Chạy. Ok, may là mình vẫn đang chạy được. Úi dồi ôi, sợ quá. Anh em ơi, tôi sợ quá. Ui, căng vậy em ơi. Ui, căng vậy. Nó lại căng quá cơ. Ơ kìa. Ui, anh em thấy là con bot này nó có đáng sợ không ạ? Mình thấy là quá đáng sợ luôn đấy chứ. Ui, mỗi lần nó cầm cái kéo nó định chạy về phía mình là mình lại sợ nó vãi trở nha em ạ. Kìa kìa, ui, chúng tôi nha em ơi. Xong rồi, vậy là mình đã lại bị đai. Bây giờ chờ tầm khoảng là 13 giây nữa sẽ được hồi sinh nhá. Anh em có thể là hồi sinh nhanh bằng cái kim cương hoặc là su hồi sinh. Mình không biết là mua su hồi sinh ở đâu nữa cơ. Ok, đã xong. Mày định tranh hả? Và cái lúc mà anh em đang ở cái trạng thái vàng này, anh em sẽ được bảo vệ nhá. Ui, ui, thằng này nó cầm cả cái kéo nó xoay như thế kia thì tôi có sống bằng niềm tin và hy vọng à? Công nhận là vừa mới sống lại xong thì lại bị đai. Buồn quá nhỉ anh em. Đây, còn 6 giây nữa thì mình sẽ lại được hồi sinh nhá. Ok, đã được sống lại. Kêu nó thôi anh em ơi. Ui, căng vậy. Nó nhảy tận lên trời, nó dậm xuống. Ui, đáng sợ quá cơ. Ơ kìa, anh ơi, thật cho em đi. Ui, là bị gục ngã rồi. Và mình sẽ hồi sinh sau 15 giây nữa. Ơi, bắn con boss này công nhận là khó quá cơ nha em ơi. Bởi vì nó là chùm mà, nên là bắn căng vãi trưởng ra. Ok, mình lại sắp được hồi sinh rồi nha em ạ. Rồi nhá, nãy giờ là chết hơi bị nhiều này. Cái đậu xanh, ui, ui, cái đậu xanh này, zombie này, đáng ghét này. Ơ kìa, ui, cầm kéo cắt căng vậy em ơi. Mà công nhận là thằng này sắm được ở đâu cái kéo mà to vậy. Ui, căng. Căng ở nhà anh em ơi. Tha cho em nhé anh ơi. Ui, thôi xong rồi. Đấy, biết ngay mà. Cả đội đã cuộc sống. Không hiểu sao nó cứ nhằm vào mình, nó nhảy xuống anh em ơi. Thế là mình lại bị đai. Đây, chuẩn bị hồi sinh rồi nhá. Anh em chờ xíu nha. 6 giây nữa này. Con này nó chỉ còn một xíu máu thôi, nên là cố gắng kill nốt nó luôn. Úi dồi ôi, chạy đâu hả em? Chạy đâu hả em? Úi dồi ôi, chạy đâu hả em ơi? Cái đậu xanh này, quay lại đây anh Bảo. Quay lại đây anh Bảo này. Đai cho em. Ui,
Định chơi anh hả? Như vậy là xong, chúng ta đã hạ gục được cái con boss này rồi nhá. Và cần nhân rồi gấp luôn. Đây, chúng ta sẽ xem cái bảng kết quả coi nào. Ui, ok, mình ở top 2 với cái số điểm là 38.200 điểm sát thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.